Dáng vẻ nên có của tình yêu là bộ phim xoay quanh cô nàng ngoài 30 Doãn Diệc Khả, người dường như có một cuộc sống hoàn hảo, dù ở văn phòng hay ở nhà. Cô ấy rất quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng đã quên giữ sự ấm áp trong trái tim mình. Cho đến khi ở một góc cửa hàng tiện lợi cô gặp lại cậu bé hay đến nhà mình ăn cơm lúc nhỏ Từ Quang Tây thì mọi chuyện đã thay đổi. Từ Quang Tây bây giờ đã là một chàng trai tràn đầy ánh nắng, anh đã sưởi ấm trái tim cô. Gặp lại cô sau khi du học về, sự dựa dẫm của Từ Quang Tây đối với cô khi còn nhỏ đã phát triển thành tình cảm không thể cưỡng lại. Nhưng theo đuổi Doãn Diệc Khả không phải là một việc dễ dàng. Điều đó có nghĩa là Quang Tây sẽ phải trưởng thành nhanh chóng và chịu những áp lực của thực tế. Vì tình yêu, anh dần trưởng thành và học cách điều chỉnh tốc độ của mình để tiến về phía cô một cách dễ dàng. Sau khi trải qua một số chuyện, họ hiểu ra ý nghĩa của tình yêu. Đó không phải là hy sinh cho nhau mà là thu hút lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và khiến đối phương trưởng thành hơn. Phim khởi chiếu ngày 17 tháng 6 năm 2022 trên iQIYI. Trọn bộ có 30 tập. Bộ phim với sự tham gia của hai diễn viên chính, Angela Baby vai Doãn Diệc Khả, Lại Quán Lâm vai Từ Quang Tây. Lịch chiếu phim cụ thể như sau. Tài khoản VIP: trong tuần đầu tiên sẽ cập nhật 2 tập mỗi ngày từ thứ 6 đến chủ nhật vào lúc 11 giờ. Riêng ngày đầu công chiếu phát 8 tập. Các tuần tiếp theo cập nhật 2 tập mỗi tối thứ 2, thứ 3, thứ 4 hàng tuần vào lúc 17 giờ. Tài khoản thường cập nhật 1 tập mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. One time like this, make it pop.